Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại trên YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của châu Âu là ITT. Và con này sẽ có tên model là 8032. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà có thiết kế và nó là rất là cổ điển và vintage anh em ạ. Con này sẽ có một cái thiết kế đài radio và một cái đèn led màu xanh phát sáng và nó là cực kỳ đẹp và bắt mắt. Con này là một trong những dòng sản phẩm ở phân khúc giá bình dân thôi anh em ạ, nhưng mà được trang bị chúng ta đầy đủ các nút tính năng, từ việc nó sẽ chơi được hệ thống là hai cặp loa nha anh em. Và con này thì nó có cả loa nét anh em ạ, một tính năng mà mình đánh giá rất là cao trên hầu hết tất cả dòng sản phẩm giá rẻ nha anh em. Cái nút để điều chỉnh là bass, mid và treble. Đây cái này nó sẽ điều chỉnh được cả giải mid anh em ạ. Anh em nào mà thích nghe giọng ca sĩ lớn thì anh em có thể mà chỉnh giải mid nha anh em. Hầu hết tất cả các âm ly trên thị trường hiện nay thì nó đã được bỏ cái nút giải mid này rồi anh em ạ. Đây là volume của dòng sản phẩm này, rất là to và rất là dễ chỉnh nha anh em. Và cái đài radio của dòng sản phẩm này thiết kế và nó rất là đẹp, bắt mắt và theo cái thiết kế dòng sản phẩm này. Còn về nội thất ở bên trong con này phải nói là còn đẹp nha anh em. Đây con này nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 4 con sò than của NEC nha anh em. Đây là dòng sò mà được sử dụng trên rất là nhiều những dòng sản phẩm âm ly nội địa Nhật Bản, và dòng này cũng vẫn là rất là nổi tiếng về khả năng mà phát đạt âm thanh nha anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau dòng sản phẩm này. Đây về mặt bên dòng sản phẩm này, về mặt sau, đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem dòng sản phẩm này nha anh em. ITT model là 8032. Cái này thì nó sẽ xài tổng cộng là 4 dòng điện nha anh em. Và hiện tại thì mình đang để dòng điện là 220V để cho anh em có thể mà dễ dàng điều chỉnh nha anh em. Công suất cái này cũng rất là tốt anh em ạ, 240W. Đây là trong những dòng mà giá rẻ mà công suất phải nói là rất là khủng nha. Mà trong tầm này mà anh em mà mua âm ly Nhật Bản thì đa phần thì nó sẽ có công suất là dưới 200W thôi nha. Mà đây còn bên đây là cái cổng này mà anh em kết nối với dây loa nha anh em. Đây là hệ thống loa A và hệ thống loa B ở bên dưới. Hệ thống loa A anh em sẽ thấy là nó có thể mà kết nối qua cái cổng mà xỏ dây bình thường, hoặc là anh em cắm một cái đầu chuyên của châu Âu. Còn bên đây là cái cổng mà để tín hiệu nguồn vào, anh em có thể mà chơi qua cái cổng mà phono là mâm đĩa than anh em, AUX và tép, và cái cổng mà anh em để tín hiệu nghe nhạc qua đầu đĩa CD, TV hoặc điện thoại. Còn bên đây là cái cổng mà anh em mà cắm dây nếu mà anh em mà muốn nghe đài radio. Còn nút này là nút để mà anh em điều chỉnh về cái đèn sáng của cái đài radio cho anh em. Đây anh em có thể mở cho nó sáng nhiều hoặc là sáng ít sao cho phù hợp với nhu cầu của anh em. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ test luôn về sức âm của dòng này. Đây mời anh em cùng thưởng thức sức âm.
8032 thì bạn nói là hết sảy rồi nhưng mà con này cho ra cái giải bass phải nói là nghe đập căng, nghe đập nghe phải nói rất là thích tai nhưng mà nghe rất là mềm mại và nghe rất là uyển chuyển nha anh em. Giải chép nghe sắc sảo, bén và thích hợp để nghe rất là nhiều những dòng nhạc nhưng mà từ nhạc pop và nhạc vàng thì con này mình đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em. Và đặc biệt thì nó có cả giải mid luôn. Nếu mà anh em mà thích nghe những bản nhạc ví dụ như là bản nhạc rap đi và bản nhạc mà yêu cầu gặp ca sĩ nhiều và bass chép thì ít thì anh em thể mà chỉnh được cả giải mid nữa. Nhưng mà nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm âm ly cổ anh em mà, nhưng mà nó cực kỳ là toàn diện anh em. Và đặc biệt thì anh em thấy là mình chưa mở cả loa nét anh em mà nó vẫn đánh và nó rất là có uy lực anh em mà. Mình đang test với cặp loa khủng và công suất lớn mà cái này đánh vẫn rất là tốt. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà không có điểm gì để chê. Trong phân khúc giá của em này chỉ với 3.800.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua, anh em hãy liên hệ trực tiếp bên Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, anh em thấy sao về chất âm của ITT 8032 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.